Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Hay là mình cứ giả vờ đứng sững ra chưa chạy được, e rằng cũng chết. Có thể tha cho ta được không? Ta có thể đồng ý với ngươi bất cứ điều kiện gì. Ngươi muốn hạt giống tu luyện của ta, ngươi cho rằng ta sẽ từ bỏ ngươi hay sao? Được rồi, trước khi chết ta muốn biết, ở trong thần miếu, ngươi rốt cuộc đã lấy được công pháp gì? Địa cấp cao dài hay là công pháp thiên cấp? Tại sao lại để cho ngươi trở lên mạnh như vậy? Ta ở bên trong không lấy được bất cứ công pháp gì, lấy được chỉ có một đoạn ký ức xa xôi. Nói xong rồi, ngươi có thể ăn nghỉ được rồi. Lại có được 4 hạt giống. Bây giờ tu vi của tất cả mọi người đều đã khôi phục, cũng không có chỉ dẫn của tinh quang. Mình cần hạt giống, đi vào trong kiếm thần miếu lần đầu tiên đi qua. Kiếm thần miếu sở hữu là kiếm thuật thần đồng, mà ở trên đỉnh núi lại có một tòa thần miếu Phật Ma. Mỗi một tòa thần miếu của Đoạ Thiên Ma vực này đều sở hữu thuộc tính độc đáo. Chúng ta xuống núi thôi. Người này chỉ mới là huyền võ cảnh ngũ trùng, lại sở hữu 12 điểm hạt giống. Sự cám dỗ này quá lớn, 12 hạt giống tu luyện đủ để cho mình lựa chọn bất cứ trong bảo nào ở trong thần miếu này. Thậm chí còn có hạt giống tu luyện dư thừa đi đến thần miếu thứ hai. Chạy đi đâu? Chết. Còn thiếu 2 hạt giống, chỉ có thể mở được bảo vật tốt nhất ở trong kiếm thần miếu. Thời gian không cho phép mình lãng phí nữa. Chủ động thu hút nhóm người qua đây. Ánh sáng màu vàng che phủ xung quanh. Ánh sáng vàng này 13 hạt giống. Người này rốt cuộc là ai? Ngông cuồng thật. Lại hoàn toàn để lộ bản thân, còn xem thường chúng ta như vậy. Người của Thiên Phong Quốc, vừa hay ta cần rồi.